Lại nói lúc bây giờ, khi hai người họ đã đi rồi, trong không gian văng vẳng thanh âm. Nếu là tên kia phái người đến thì càng nên chết. Ta sẽ nhốt chết người trong mê lâm trận này. Ta đã chuẩn bị mê lâm trận cho riêng tên khốn đó. Giờ khai đao với người trước. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, thật sự là quỷ tiền nữ sao? Nhìn phản ứng của nữ nhân áo trắng thì 90% nàng chính là quỷ tiền nữ Bạch Doanh. Lục Tiêu Du thầm hối hận không nghe lời dặn của Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Lão độc vật đó nói tuyệt đối đừng nhắc đến tên lão. Này xem ra quỷ tiên nữ rất hận lão độc vật. Lục Tiêu Du bây giờ hét to, tiền bối, thật ra ta và lão độc vật không quá thân. Nhưng không ai đáp lại Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du biểu tình cực kỳ khó xem. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ không thay đổi, vẫn ở trong đường đỉnh, nhưng con đường sau lưng không còn nữa. Cầm cổ trong đường đỉnh cũng biến mất. Bốn phía là rừng tre, nhìn không thấy cuối. Lục Tiêu Du bây giờ thì thào, mê lầm trận, ta muốn xem thử có thể phá được nó không. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh từng nói, quỷ tiền nữ Bạch Doanh mặc dù là vũ giả, nhưng tạo nghệ trận pháp cũng không thấp. Lục Tiêu Du quan sát kỹ xung quanh, nghiên cứu trận pháp. Mê lầm trận xem như một loại trận pháp. Vũ giả mà có thể bày trận pháp làm Lục Tiêu Du rất ngạc nhiên. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh thật là không tầm thường. Lục Tiêu Du xem xét kỹ rừng tre. Hắn đi vào bên trong. Rừng tre giống y như đúc. Mỗi cây tre kích cỡ, độ dài ngắn y như nhau. Nếu đi nhầm một bước sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lục Tiêu Du chậm rãi tiến lên. Mọi ngã rẽ trong rừng tre y hệt nhau, không có gì khác biệt. Trong đầu của Lục Tiêu Du nhớ kỹ lại ghi chép về trận pháp trong Thiên Linh Lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Mê lầm trận có vẻ là một ảo trận, sinh ra nhiều biểu hiện giả dối trong não của hắn. Nhưng Lục Tiêu Du ở trong trận nên không nhìn ra thật giả được. Lục Tiêu Du bây giờ thầm nghĩ, không tin không phá được ngươi. Nghĩ như vậy, nhưng Lục Tiêu Du vẫn cố nhớ lại ghi chép về trận pháp trong Thiên Linh Lục. Nhờ có Thiên Linh Lục nên Lục Tiêu Du đạp bước người đi trước, khởi điểm cao hơn người trước rất nhiều về mặt trận pháp. Tuy Lục Tiêu Du nước tới chân mới nhảy, nhưng nhờ có phao Thiên Linh Lục nên không có bị chết đuối. Lúc bây giờ, một lát sau Lục Tiêu Du chìm đắm trong nghiên cứu trận pháp. Hắn luôn luôn có thời gian rảnh cẩn thận nghiên cứu. Lúc này ở trong bề lầm trận, giúp hắn có dịp bình tâm nghiên cứu. Sâu trong cốc, trong một đình viện đơn giản, trong một cái sân, nữ nhân áo trắng nhìn chằm chằm Thất Huyền Cầm trên bàn đá, đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Nữ nhân áo trắng thì thảo, tiểu tử này có chút tài hoa, tuổi nhỏ đã hiểu sâu sắc về cầm, khúc từ đó rất khá. Thiếu nữ đứng bên cạnh tò mò hỏi, sư phụ, người vừa rồi là nam nhân sao? Nữ nhân áo trắng nói, mỗi một nam nhân đều không phải thứ tốt, người hãy tránh xa hắn ra. Thiếu nữ kia nghi ngờ hỏi, nhưng thưa sư phụ, hắn nói hắn là nam hài, nam nhân và nam hài có gì khác nhau ạ? Thiếu nữ hoàn toàn không hiểu sự đời. Nữ nhân áo trắng á khẩu, cái đó ta làm sao mà giải thích được? Nữ nhân áo trắng quả loà, cái đó chờ sau này người tự biết. Thiếu nữ kia nhỏ giọng nói, nhưng ta thấy nam nhân kia không tệ, không xấu như sư phụ nói. Nữ nhân áo trắng lườm thiếu nữ, người thì biết cái gì, nam nhân xấu xa toàn giấu trong lòng. Nữ nhân áo trắng tiếp tục bảo, xa xa, sư phụ sẽ bế quan mấy ngày, nghiên cứu cầm này, người ngoan ngoãn đừng chạy ra ngoài, biết chưa? Thiếu nữ lại hỏi, sư phụ, nam nhân này xử lý thế nào? Nữ nhân áo trắng nói, hắn không chết được đâu, cũng không ra được đâu, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Nữ nhân áo trắng cầm Thất Huyền Cầm đã qua tay Lục Tiêu Du sửa lại, rời khỏi sân. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến tận 2 ngày sau, Lục Tiêu Du vẫn bị nhốt trong mê lầm trận. Hắn đã hiểu chút ít về ảo trận này, nhưng không cách nào tìm được lối ra. Có thể nói, đây là một ảo trận rất kinh khủng. Lục Tiêu Du thầm than, trận này quả là không tầm thường. 2 ngày này tìm hiểu, Lục Tiêu Du hiểu rõ hơn về mê lâm trận. Trận pháp này không có yếu, tuy là ảo trận, nhưng người bày trận thay đổi thủ đoạn là ảo trận, vẫn có nhiều công kích chí mạng. Tình huống trong mê lâm trận hiện nay không có nguy hiểm gì đối với Lục Tiêu Du. Chắc chắn bởi vì quỷ tiên nữ chỉ muốn giam cầm chứ không muốn giết người. Lúc này Lục Tiêu Du chỉ còn nước làm liều thử đủ cách. Tiền bối, ta biết người chính là quỷ tiền nữ tiền bối. Lão độc vật kêu ta nói với tiền bối là lão độc vật rất nhớ người. Tiền bối có nghe thấy không? Lục Tiêu Du mới dứt lời, bên tai nghe một chuỗi tiếng cười. Lục Tiêu Du nghe ra là giọng của thiếu nữ, chứ không phải của nữ nhân áo trắng. Thiếu nữ ấy cất tiếng nói, Nam Hải à, sư phụ của ta bế quan rồi, sư phụ sẽ không nghe lời ngươi nói đâu. Thanh âm như gần bên tai, lại xa tận chân trời. Nam Hải sao? Sừng hồ làm Lục Tiêu Du nhíu mày khó chịu. Lục Tiêu Du hỏi, tiểu thư có thể thả ta ra ngoài không? Thiếu nữ lúc ấy mới đáp, ta không biết mở mê lâm trận, dù ta có muốn thả ngươi ra cũng không được. Hơn nữa sư phụ nói, nam nhân không phải thứ tốt, ta không thả ngươi được. Lục Tiêu Du phản bác ngay, lời sư phụ của tiểu thư nói chưa chắc là đúng. Lục Tiêu Du bước tới trước theo hướng phát ra thanh âm. Thiếu nữ kia cãi lại, bậy bạ, sư phụ sẽ không lừa ta, ta không thèm nói với người nữa. Lục Tiêu Du bây giờ hỏi, thật sự sư phụ của tiểu thư lừa nàng đấy, tiểu thư có biết nam nhân không? Một lát sau, giọng thiếu nữ vang lên, không, ta ở cùng sư phụ từ nhỏ, chưa từng rời khỏi chỗ này. Dường như thiếu nữ đổi ý muốn tán gẫu với Lục Tiêu Du. Tiếp theo, Lục Tiêu Du dẻo miệng, vừa lừa vừa dụ thiếu nữ khai hết mọi thứ ra. Thiếu nữ sống cùng sư phụ từ nhỏ, họ Bạch giống như sư phụ, tên nàng là Bạch Xa Xa. Họ Bạch, Lục Tiêu Du càng chắc chắn nữ nhân áo trắng xinh đẹp chính là quỷ tiền nữ Bạch Danh. Bạch Xa Xa sống trong sơn cốc này 15 năm, 3 tuổi vào sơn cốc rồi chưa từng ra ngoài. Có thể nói Bạch Xa Xa hoàn toàn không hiểu chuyện đời, tò mò với mọi thứ, ngây thơ như trang giấy trắng. Lục Tiêu Du bấy vậy hỏi tiếp, sư phụ của tiểu thư bế quan bao lâu mới đi ra? Thiếu nữ nghe hỏi thì đáp, không biết, sư phụ nghiên cứu cầm cổ, không biết mất bao lâu. Lục Tiêu Du đang quay về Lương Đình, 2 hôm trước hắn đã đánh đạn. Lục Tiêu Du đi dạo một vòng quanh Lương Đình ấy, cuối cùng đến gần một gốc tre xanh. Hắn ta nhìn chằm chằm cây tre ấy, tay bắn ra ánh sáng vàng. Lục Tiêu Du giang 2 tay nhổ bật gốc tre. Cây tre xanh bị bứng gốc, hóa thành luồng sáng rơi vào tay Lục Tiêu Du, thành trận rác to cỡ bàn tay, hơi thở thuộc tính mộc nồng nặc. Bên tai của Lục Tiêu Du có tiếng kêu khẽ. Thiếu nữ bốc lửa xuất hiện trước mắt của hắn, chính là Bạch Xa Xa. Bạch Xa Xa há hốc mồm khó tin nhìn Lục Tiêu Du. Thiếu nữ kinh ngạc hỏi, vẻ mặt rất ngạc nhiên, sao ngươi lại ra được? Lục Tiêu Du mỉm cười nói, trận pháp mở, đương nhiên là ta sẽ đi ra. Phải cảm ơn Bạch Xa Xa, nếu không có nàng tiết lộ thì Lục Tiêu Du không phá trận nhanh như vậy. Cũng vì nữ nhân áo trắng không khởi động sát chiêu trong mê lầm trận, nếu không Lục Tiêu Du đã chẳng ra ngoài được. Bản thân của hắn cảm nhận sâu sắc ảo diệu của trận pháp này, một trận pháp mạnh hơn cường giả rất nhiều. Bạch Xa Xa ngạc nhiên thấy Lục Tiêu Du đi ra rồi không nghĩ nhiều. Bạch Xa Xa tò mò hỏi, phải rồi, người biết nam hài và nam nhân khác nhau thế nào không? Sư phụ bảo sau này ta sẽ biết, nhưng ta muốn biết ngay bây giờ. Đôi mắt tò mò nhìn Bạch Xa Xa, dường như Bạch Xa Xa khó hiểu vì sao hình dạng của nàng và nam hài lại khác nhau. Lục Tiêu Du xòa mũi, cái này... Hắn ta bất chấp, nam hài tức là không ấy ấy với nữ nhân. Sau khi làm ấy ấy với nữ nhân thì nam hài sẽ biến thành nam nhân. Nữ hài cũng như vậy, sau khi ấy ấy với nam nhân rồi sẽ từ từ nữ hài biến thành nữ nhân. Tóm lại, đó là một điều rất kỳ diệu. Bạch Xa Xa nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, nghi hoặc hỏi, cái gì là ấy ấy chứ? Lục Tiêu Du há hốc mồm, cái đó... Bạch Xa Xa ngây thơ còn hơn cả trang giấy trắng. Lục Tiêu Du biết trả lời sau đây, hắn không thể dạy hư tiểu nữ hài này được. Bạch Xa Xa hỏi dồn, rất là tò mò, nói nhanh lên, ấy ấy là cái gì? Lục Tiêu Du do dự một chút rồi rất là tà ác mà nói, ấy ấy tức là một nam, một nữ, là một chuyện thật vĩ đại mà sung sướng và thỏa mãn. Chuyện này có thể nói là thần thánh mà vĩ đại, là khởi nguồn của nhân loại. Nghe nói nữ nhân rất thích làm chuyện này. Bạch Xa Xa mắt long lanh nhìn Lục Tiêu Du, thật không? Vậy chúng ta có thể ấy ấy không? Lục Tiêu Du á khẩu, cái đó... Quá thẳng thắn, lần đầu tiên của hắn sao có thể tùy tiện thất thần như vậy? Hắn không phải loại người tùy tiện. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, không ngờ có thể ra khỏi mê lầm trận của ta, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ nhân áo trắng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đưa trận giác cho nữ nhân áo trắng. Tiền bối, tiểu tử vô tình đi ra, xin tiền bối đừng trách. Bạch Xa Xa vui vẻ nói với nữ nhân áo trắng, sư phụ, Nam Hải nói sau khi Nam Hải và Nữ Hải ấy làm chuyện thật vĩ đại và rất sung sướng thỏa mãn thì có thể biến thành nam nhân và nữ nhân. Nghe Bạch Sa Sa nói làm Lục Tiêu Dù muốn chết. Thiếu nữ quá ngây thơ, cực kỳ trong trắng, đơn thuần đến nỗi Lục Tiêu Du chảy mồ hôi lạnh. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói, ta đã bảo là nam nhân không phải thứ tốt, còn nhỏ đã hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ nhân, để người sống tương lai chỉ biết tai họa nữ nhân, không bằng giết người khi ta còn sớm. Lục Tiêu Du không nghĩ ra hắn tai họa nữ nhân bao giờ. Tiền bối, trước khi ta chết có thể cho ta xin nói một câu không? Lục Tiêu Du đã sẵn sàng chạy trốn. Khổ nhất, Thiền Sĩ Tuyết Sư chuẩn bị đầy đủ. Hắn ta thầm nghĩ, nữ nhân này giống y như lặng độc vật, tính tình rất tệ, cũng rất đáng sợ. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói, nói đi, sẽ cho người nói xong rồi chết cũng không muộn. Hắn ta nói một hơi, ta đến tìm một tiền bối tên là Quỷ Tiền Nữ, là thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh kêu ta đến. Lão độc vật nói, hy vọng là trước khi chết được gặp mặt Quỷ Tiên Nữ tiền bối lần cuối, nói một câu xin lỗi. Lục Tiêu Du ngước nhìn nữ nhân áo trắng. Tiền bối giết ta rồi, làm phiền Quỷ Tiền Nữ tiền bối dùm, như vậy ta chết cũng không tiếc nuối. Nữ nhân áo trắng hỏi dồn, người nói cái gì? Trước khi chết sao? Lão già đó bị cái gì? Bộ dáng nữ nhân áo trắng rất sốt ruột. Lục Tiêu Du cười gian thầm nghĩ, xem ra đúng là có gì với nhau rồi. Nữ nhân áo trắng sốt ruột như thế, nói hai người không dính líu gì với nhau mới là lạ. Chuyện dễ xử hơn rồi đây. Lục Tiêu Du cố ý nói, tiền bối giết ta đi, ta phải gặp Quỷ Tiên Nữ tiền bối rồi mới nói được. Nữ nhân áo trắng hỏi, vơ vẩn, lão già kia không nói với người Quỷ Tiên Nữ có bộ dạng như thế nào sao? Quỷ Tiên Nữ bây giờ chính là ta. Ta chính là Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh. Nói nhanh lên, lão già kia bị cái gì? Lục Tiêu Du lại hành lễ, thì ra người chính là Quỷ Tiên Nữ tiền bối đây mà. Từ lúc Lục Tiêu Du nói chuyện với Bạch Sa Sa đã khẳng định nữ nhân áo trắng chính là Quỷ Tiền Nữ Bạch Doanh. Lục Tiêu Du lại nói, tuy lão độc vật tạm thời không bị nguy hiểm mạng sống, nhưng vết thương quá nặng, e rằng ai ra, không biết có lành được không. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh thở phào một hơi, nàng nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm mà hỏi, ngươi là gì của lão già kia? Lục Tiêu Du bây giờ trả lời, ta là điệt tử của lão độc vật. Lục Tiêu Du nhủ thầm, dù sao trong sơn mạch Vũ Đô, hắn đã xưng hô lão độc vật như thế. Nữ nhân áo trắng nạt, ngươi lừa ta, hắn làm gì có điệt tử? Ta lừa tiền bối làm cái gì? Ta thật sự là điệt tử của lão ấy mà. Nhưng không có máu mổ, tiền bối không tin thì thôi, đây là thứ lão độc vật đưa ra đấy. Lục Tiêu Du móc một khối ngọc bội ra. Lúc hắn xuất phát, thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh cố ý giao cho hắn để chứng minh thân phận. Cái này... Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh nhận lấy ngọc bài, lại biến sắc mặt, tay cẩn thận vuốt ve ngọc bội, mắt bồng lùng nhớ về quá khứ. Cho đến một lát sau, sắc mặt Quỷ Tiên Nữ bình tĩnh lại, nói chuyện với Lục Tiêu Du nhẹ nhàng hơn. Hắn thật sự nói muốn gặp ta sao? Lục Tiêu Du chân thành nói, đúng như vậy, lão độc vật chính miệng nói với ta. Trong bụng Lục Tiêu Du thầm nghĩ, đành có lỗi với lão độc vật vậy, không chừng hắn vô tình tác hợp nhân duyên. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh đẹp như vậy, không hiểu sao lão độc vật không có ưng, cứ nghĩ mãi nữ nhân muốn hại não. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh liếc Lục Tiêu Du, đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ, một chút căng thẳng và một chút mong chờ. Người không lừa ta sao? Lục Tiêu Du cam đoan, ta làm sao dám lừa Quỷ Tiên Nữ tiền bối? Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh nở nụ cười, như thiếu nữ đôi mươi đẹp lung linh. Cho người lá gan cũng không dám đâu. Lục Tiêu Du thầm thở dài. Quỷ Tiền Nữ thật là như tiên, lão độc vật thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, đầu bị cừa kẹp mới bỏ qua nữ nhân đẹp như vậy. Một lát sau, Quỷ Tiền Nữ nói với Lục Tiêu Du, mang ta đi gặp hắn, nhanh. Mắt Lục Tiêu Du lóe tia sáng nói, tiền bối, mang người đi thì cũng được thôi, nhưng tiền bối phải đồng ý một điều kiện. Lão độc vật nói, nếu không thì lão không dám gặp tiền bối đâu. Quỷ Tiên Nữ nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, nói đi. Lục Tiêu Du đều yêu cầu. Hiện tại lão độc vật tham gia Phi Linh Bôn làm đại trưởng lão, nên hy vọng tiền bối cũng tham gia vào. Khi đó có thể thường xuyên gặp mặt tiền bối. Nếu không gặp tiền bối rồi lại chia xa, vậy chẳng bằng không gặp thì thôi. Quỷ Tiên Nữ nét mặt xa sầm nói, tiểu tử, người nói dối rất giỏi, khai mau, rốt cuộc có chuyện gì, đừng hòng lừa ta, nếu không ta sẽ giết người ngay. Quỷ Tiên Nữ giơ ngọc bội Lục Tiêu Du vừa đưa cho nàng lên. Biết nguồn gốc của ngọc bội này không? Là ta để lại cho lão già kia. Lúc trước hắn cứu mạng ta. Nếu tương lai hắn có rắc rối, sẽ sai người đến tìm ta. Chuyện gì ta làm được sẽ đồng ý làm. Tính cách của lão già đó tuyệt đối không mở miệng cầu ta. Này đưa trả ngọc bội, chắc vì hy vọng ta đồng ý một yêu cầu của ngươi. Còn dám gạt ta, rốt cuộc lão ta bị gì? Lục Tiêu Du suýt tắt thở. Hóa ra ngọc bội này còn có công dụng như thế. Vậy là lão độc vật không nói sớm, hại hắn suýt chết. Lục Tiêu Du cũng phục quỷ tiền nữ sát đất, không có gì lừa được nữ nhân ấy. Tiền bối, là ta nói thật mà. Hắn ta kể lại đầu đuôi ngọn nguồn, đương nhiên không nói thật hết. Cái gì nên nói, hắn ta sẽ nói. Cái gì không thể nói, hắn tuyệt đối không nhắc đến. Nói tóm lại, nội dung Lục Tiêu Du kể là lão độc vật bị người Thiên Tinh Tông hợp sức đánh bị thương nặng. Hắn ta vô tình cứu lão, sau đó lão tham gia phi linh bôn. Đồng lão định gây dựng phi linh bôn lớn mạnh rồi tìm Thiên Tinh Tông báo thủ. Tình huống hiện tại của phi linh bôn, lời kể nửa thật nửa giả. Lục Tiêu Du không tin quỷ tiền nữ nhìn thấu hết cả. Hắn ta còn tô điểm mình thành người tốt, quên thần giúp người, chỉ một lòng trợ giúp lão độc vật báo thủ, hoàn toàn không vụ lợi. Quỷ tiền nữ nghe kể xong kẽ thở dài. Cái lão già này, rốt cuộc là hận nữ nhân đó hay không, hay là không quên được nàng ta? Lục Tiêu Du thoải mái nói. Tiền bối, tất nhiên lão độc vật là hận nữ nhân kia, nếu không đã chẳng kêu ta đến tìm tiền bối rồi. Quỷ tiên nữ lấy lại tinh thần. Tiểu tử, nếu đây là ý của lão già đó, thì ta có lẽ sẽ tham gia vào phi linh bồn đó. Nhưng nếu người dám lừa ta, người sẽ chết rất khó xem đấy. Lục Tiêu Du bảo đảm, đương nhiên là ý của lão độc vật, nếu không ta làm sao biết chỗ tiền bối ở. Câu này vẫn nửa thật nửa giả. Nếu thôi hồn động xuất đồng vô mệnh không nhắc đến nàng, thì trước kia Lục Tiêu Du hoàn toàn không biết quỷ tiền nữ là ai. Quỷ tiên nữ lạnh nhạt nói, vào đi, ta thu dọn một chút rồi ngày mai lên đường. Lục Tiêu Du xoay người vào trong đình viện. Bản thân hắn mừng rỡ, thành công thật rồi. Lục Tiêu Du không ngờ dễ dàng giải quyết, xem ra lão độc vật có sức hấp dẫn rất lớn. Bạch Sa Sa bây giờ la lên, hay quá, buổi tối ta có thể ở cùng nam nhân. Lục Tiêu Du rợn tóc gáy, hy vọng đêm nay hắn sẽ không bị hãm hiếp. Rất có thể Bạch Sa Sa sẽ làm chuyện như thế. Trong đình viện mọi thứ tinh xảo, tuy trang sức đơn giản mà rất phong nhã. Lục Tiêu Du khen không ngớt, từ phong cách phẩm vị đến quỷ tiền nữ quốc sắc thiên hương. Quỷ tiên nữ nghe khen, sắc mặt dịu đi nhiều, bớt mặt lạnh, ngẫu nhiên nhoẻn miệng cười. Lục Tiêu Du mừng thầm, quỷ tiên nữ dù gì cũng là nữ nhân, mà nữ nhân đương nhiên thích nghe lời khen ngợi rồi. Đây là bệnh chung của nữ nhân, chỉ cần khen nàng thì muốn gì cũng được. Lục Tiêu Du trợn to mắt nói, tiền bối đã 28 tuổi chưa? Ta chưa từng thấy nữ nhân nào có khí chất như tiền bối. Lục Tiêu Du thầm nhớ Lục Vô Song, khí chất của nàng không kém gì quỷ tiền nữ. Hai người ngang ngửa nhau, còn có thiếu nữ xinh đẹp áo lục Lục Tiêu Du gặp trong sơn mạch Vũ Đô và nữ nhân giả nam, hai người kia cũng rất có khí chất, xinh đẹp không kém cạnh gì. Lữ Tiểu Linh cũng rất đẹp. Quỷ tiên nữ lườm Lục Tiêu Du, tiểu tử, miệng của ngươi như bồi mật vậy, sau này không biết bao nhiêu thiếu nữ bị người dụ dỗ choáng váng. Ta đã 60 tuổi, già rồi. Nói như vậy, nhưng vẻ mặt quỷ tiền nữ rất là hưởng thụ. Lục Tiêu Du không tin. Tiền bối, không thể nào. Tiền bối nói mình 60 tuổi là lừa ta có phải không? Sau này ta gọi người là doanh tỷ đi. 60 tuổi, làm sao mà trẻ như vậy được? Bộ dạng của quỷ tiền nữ chỉ khoảng gần 30 tuổi. Bảo dưỡng quá tốt. Nếu xin bản quyền cách giữ dáng, chắc chắn sẽ giàu to. Quỷ tiền nữ khẽ thở dài. Ta thật sự đã 60 tuổi rồi. Xa xa theo ta đã 15 năm. Quỷ tiên nữ không phản đối Lục Tiêu Du gọi nàng là doanh tỷ. Lục Tiêu Du được nước lấn tới. Doanh tỷ và lão độc vật quen biết nhau đã lâu rồi sao? Quỷ tiên nữ bạch doanh nói. Đúng vậy, lão già đó tính cách bướng bỉnh, không nói nữa. Ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta đi phi linh môn. Quỷ tiên nữ bạch doanh kêu Bạch Xa Xa dẫn Lục Tiêu Du đi một gian phòng nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới có một người lạ đến. Bạch Xà Xà quấn quýt Lục Tiêu Du mãi đến đêm khuya mới chịu rời đi. Lục Tiêu Du co ro trong góc tường, phập phồng mà lo sợ suốt cả nửa đêm. Mãi khi Bạch Xà Xà rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Cho đến sáng sớm hôm sau, Lục Tiêu Du thở ra một hơi, đẩy mở cửa phòng. Làn gió thổi qua, mùi thơm sờn cốc sộc vào mũi. Mấy con chim nhỏ ríu rít bay trên bầu trời, phong cảnh thật là bình yên. Bạch Xa Xa nhảy nhót đi tới. Nam Hải, ngươi dậy rồi hả? Sư phụ kêu ta đến thông báo với ngươi là chúng ta nên xuất phát thôi. Bạch Xa Xa vẫn ăn mặc nóng bỏng, cặp chân dài, đường cong thân thể, gò bồng đảo, sắp nhảy ra ngoài từng trước mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ nói, Xa Xa, gọi ta là Lục Tiêu Du được rồi, đừng luôn miệng kêu Nam Hải, khó nghe lắm. Chẳng lẽ ngươi không phải Nam Hải à? Hay là ngươi đã ấy với nữ hài rồi? Bạch Xa Xa kinh ngạc hỏi, sao ngươi có thể làm vậy? Tại sao ngươi không ấy với ta? Lục Tiêu Du á khẩu, ta thua rồi. Bạch Xa Xa quá ngây thơ và thuần khiết, không còn gì để nói. Bên ngoài đình viện, Lục Tiêu Du thấy quỷ tiền nữ bạch dành trở sẵn, vẫn bộ váy trắng, đơn giản nhưng cô độc thoát tục tựa tiền nữ. Tuy nhiên, Lục Tiêu Du biết rõ khi quỷ tiền nữ bạch doanh trở mặt thì nhanh hơn cả lật sách. Hắn ta nói, chào buổi sáng Doanh tỷ, chúng ta lên đường được rồi. Ta tin khi lão độc vật thấy Doanh tỷ sẽ rất ngạc nhiên. Quỷ tiên nữ bạch doanh lại nói, Thiếu Du, người có thể tới đây chắc có yêu thú phi hành chứ. Kêu yêu thú phi hành của người ra đây, ta mang các người rời đi thì hơi mệt. Lục Tiêu Du nghe nói thì gật đầu. Được rồi. Hắn ta vỗ ngực cái bộp, một luồng sáng trắng từ không gian thu nàng bắn lên trời. Thân hình thiên sĩ tuyết sư to lớn, đập cánh, mang theo tiếng gió rít xuất hiện trước mắt mọi người. Thiên sĩ tuyết sư khổng lồ đập cánh quanh quanh, khí tức uy hiếp mạnh mẽ khuếch tán. Thiên sĩ tuyết sư đến tam giai trung kỳ thì khí thế tăng mạnh hơn nhiều. Quỷ tiên nữ bạch doanh kinh ngạc khi thấy thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư tam giai trung kỳ. Bạch Xa Xa nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư đang bay trên trời reo lên, yêu thú đẹp quá, Nam Hải tặng cho ta được không? Lục Tiêu Du ấp úng, cái đó... Mọi người cùng nhảy lên trên thiên sĩ tuyết sư. Quỷ tiên nữ đánh ra thủ ấn, các thủ ấn huyền ảo hóa thành luồng sáng khuếch tán, đình viện biển dưới biến mất. Lục Tiêu Du kinh ngạc nói, mê lầm trận của Doanh tỷ thật là hoàn hảo đấy. Quỷ tiên nữ lúc bấy giờ chỉ khẽ khẽ thở dài, đây chỉ là một tiểu trận pháp trong trận pháp mộc hệ, tiếc rằng ta không phải linh giả, nếu không sẽ có tiến bộ về mặt trận pháp. Làm vũ giả có nghiên cứu về trận pháp sâu đến mức này đã không dễ dàng. Vũ giả bẩm sinh bị hạn chế linh hồn, không thể sánh bằng linh giả về mặt trận pháp và khôi lỗi. Lục Tiêu Du hiểu rất rõ điều đó. Quỷ tiên nữ hỏi Lục Tiêu Du, phải rồi, hôm qua ngươi có thể phá mê lầm trận của ta, vậy chắc có nghiên cứu chút ít về trận pháp phải không? Chỉ là chút chút thôi. Tiếp theo, Lục Tiêu Du và quỷ tiền nữ bạch doanh ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư thảo luận về trận pháp. Từ nhân trận đến pháp trận, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lục Tiêu Du nghiên cứu trận pháp không bằng quỷ tiền nữ bạch doanh, nhưng trong đầu có thiền linh lục, có chuyện có lớp có làng. Quỷ tiền nữ bạch doanh nghe trợn mắt há hốc cả mồm, nhiều vấn đề mở mang đầu óc. Quỷ tiền nữ cứu trận pháp và cũng không phải là quá siêu quần, nhưng cũng không thấp. Cộng với nàng tự mình nghiên cứu, bản lĩnh vững chắc, Lục Tiêu Du học được nhiều thứ cơ bản từ quỷ tiền nữ. Có thể nói, hai người đều được ích lợi không nhỏ. Hai người từ trận pháp nói tới thi từ Cà Phú. Nhờ kỹ của kiếp trước, Lục Tiêu Du nhớ vài thơ từ thời Đường Tống Nguyên Bình Thành, nói nàng dõng dạc, dù là hù quỷ tiền nữ, bây giờ ngạc nhiên liên tục. Tiếp tục một thời gian sau, quỷ tiên nữ rất khó đối xử với Lục Tiêu Du như thiếu niên bình thường. Từ mặt nào đó thì nàng hoàn toàn bái phục hắn. Hai người thảo luận 3 ngày, Bạch Xa Xa nghe choáng váng buồn ngủ. Bạch Xa Xa buồn một mình đành tự tu luyện. Lục Tiêu Du bây giờ rất ngạc nhiên về tu vi của Bạch Xa Xa. Nàng không rành chuyện đời nhưng có thiên phú kinh nhân. 18 tuổi đã là vũ sư lục trọng. Thực lực như thế mạnh hơn hẳn đệ tử thân truyền của đại môn đại phái bình thường. Bản thân của Lục Tiêu Du kể tỉ mỉ tình huống hiện tại của phi linh bồn cho quỷ tiền nữ bạch doanh nghe. Lục Tiêu Du không giấu giếm điều gì, bao gồm trước kia phi linh bồn để lại mật thất và hắn sắp rời đi 2 năm. Quỷ tiền nữ bạch doanh đã kích Lục Tiêu Du. Hiện tại phi linh bồn chỉ có 10 mấy vũ phách, không tới 1000 người. Loại thế lực này mà muốn đối kháng với Thiền Tình Tông sao? Lục Tiêu Du cười tủm tỉm nói, cho nên ta mới mời Doanh tỷ xuống núi. 2 ngày ở chung, Lục Tiêu Du cảm giác quỷ tiền nữ bạch doanh không còn bài xích phi linh bồn. Huống chi có lão độc vật trong phi linh bồn, tin tưởng nàng sẽ dốc lòng trợ giúp. Quỷ tiền nữ bây giờ mới nói, Thực lực của Phi Linh Bồn quá yếu, nhưng có ta và lão già kia thì còn cơ may tranh đấu một phen. Dù là Quỷ Vũ Tông cũng không cần để bụng. Chờ 2 năm sau, ngươi trở về, ta sẽ giao cho người một Phi Linh Bồn khiến người vừa lòng. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm. Vậy tiểu tử xin đà tạ Doanh tỷ trước. Có lão độc vật, quỷ tiền nữ Bạch Doanh ở trong Phi Linh Bồn. Một người là linh xuất cửu trọng, một người là vũ xuất cửu trọng. Tất nhiên không cần để Quỷ Vũ Tông vào mắt. Một linh, một vũ, nền móng Phi Linh Bồn đã sở thành. 2 năm sau, qua tay của quỷ tiền nữ bồi dưỡng, Phi Linh Bồn sẽ nhanh chóng vươn lên. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhìn Lục Thiếu Du, nghiêm túc nói. Nhớ cho kỹ, Phi Linh Bồn đến thực lực nhất định chuyện làm thứ nhất là săn bằng Thiên Tinh Tông. Nếu không, ta sẽ tự tay hủy đi Phi Linh Bồn. Lục Thiếu Du nghiêm nghị nói. Doanh tỷ cứ yên tâm, ta cũng đã hứa với lão độc vật như vậy. Lục Tiêu Du biết nếu không có lão độc vật trong Phi Linh Bồn, một mình hắn không bởi quỷ tiền nữ Bạch Doanh xuống núi được. Ở chung mấy ngày nay, trò chuyện đôi câu vài lời, Lục Tiêu Du phục quỷ tiền nữ Bạch Doanh sát đất. Lão độc vật đề cử người có khác, thiên văn địa lý, các thế lực trong cổ vực, mọi thứ quỷ tiền nữ Bạch Doanh đều thuộc lao. Có người này trong Phi Linh Bồn, Lục Tiêu Du có thể yên tâm rời đi. Quỷ tiên nữ lạnh nhạt nói, ta tin ngươi, ánh mắt của lão già sẽ không sai. Ta nhìn ra được, tuy ngươi còn trẻ, nhưng nói năng bất phàm, sát khí lộ ra bên ngoài, lòng tràn ngập bá khí, không phải vật trong ao. Có lẽ sau này, nắm xương tàn ta đây, có thể cùng ngươi lưu danh đại lục. Lục Tiêu Du nghiêm túc hành lễ, kình lầm nào cũng phải vật trong ao, vừa gặp phong vân điên hóa thành rồng. Phong vân của ta chính là Doanh tỷ và lão độc vật. Tiểu tử một lần nữa xin đa tạ Doanh tỷ. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh mỉm cười nói, hay cho cầu kim lân nào phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Có câu nói này, nắm xương giả ta đây điên cùng người một lần. Đám lão quỷ ngày xưa biết quỷ tiên nữ Bạch Doanh ta lại xuống núi, chắc sẽ rất náo nhiệt. Trong đôi mắt đẹp bình tĩnh chợt bùng đổ khí tiêu sát. Ngày thứ 3, Lục Tiêu Du nuốt một viên đàn dược tam phẩm cao dài. Hắn bắt đầu tu luyện. Đan dược biến thành năng lượng trong người của hắn, tiến bộ về tu vi rất kinh nhân. Ngày thứ 6, thiên sĩ tuyết sư to lớn xé gió, lao tới bầu trời Phi Linh Bồn. Khi lưu phần phật chấn không gian gợn sóng, đệ tử Phi Linh Bồn đã chạy ra nghênh tiếp. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhìn chằm chằm Phi Linh Sơn mà nói, vị trí quả là không tệ, nhưng hơi nhỏ đấy. 3 người vội nhảy xuống thiên sĩ tuyết sư, nhiều đệ tử Phi Linh Bồn tiến lên hành lễ. Kính chào trưởng môn. Bạch Xa Xa kinh thán, nhiều nam nhân quá. Các đệ tử Phi Linh Bồn thầm thắc mắc, Bạch Xa Xa mặc đồ nóng bỏng làm nhiều đệ tử liếc trộm, nhưng vì có mặt trưởng môn nên không dám tái máy. Thấy quỷ tiền nữ Bạch Doanh thì các đệ tử kinh diễm vô cùng, trợn mắt há mồm ngó trần trần. Quỷ tiền nữ Bạch Doanh hỏi, lão già kia ở đâu? Lục Tiêu Du lên tiếng, Doanh tỷ hãy theo ta. Lục Tiêu Du dẫn quỷ tiền nữ Bạch Doanh đi chỗ ở của mình. Khi hắn ta đưa quỷ tiền nữ Bạch Doanh đến bên ngoài chỗ ở, thì nàng ta quát to, lão già, trốn đi đâu? Quỷ tiền nữ Bạch Doanh như hồn ma biến mất tại chỗ. Vù, vù. Cùng lúc đó, trong chỗ ở có bóng đen nhanh như tia chớp lao ra ngoài. Hai bóng người bột đèn bột trắng kéo theo chuỗi tàn ảnh biến mất phía xa. Nhìn quỷ tiền nữ Bạch Doanh khuất xa, mấy trưởng lão chạy tới trợn to mắt nói, thực lực mạnh quá. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm. Hắn không quá ngạc nhiên, ngó bộ dáng thì lão độc vật hơi sợ quỷ tiền nữ, chắc trước kia làm chuyện xấu nên sợ gặp nàng ấy. Cho đến 3 canh giờ sau, có tiếng hét lớn vang lên. Lục Tiêu Du, tiểu tử khốn kiếp, ra đi cho ta. Lục Tiêu Du đang ở trong phòng, định chuồn qua cửa sổ nhưng không kịp. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, râu tóc dựng đứng, hung hồ xuất hiện trong phòng. Hắn ta nhè răng cười, đồng lão, nói chuyện với Doanh tỷ sao rồi? Lục Tiêu Du nhìn sắc mặt của thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, chắc đã biết bị người bán đứng. Đồng lão bây giờ tức giận trừng Lục Tiêu Du. Tiểu tử, người giỏi, giỏi lắm, còn gọi Doanh tỷ à? Vì lôi kéo nàng tới Phi Linh Bồn mà ngươi dám bán đứng ta. Nói gì ta nhớ nàng ta xin lỗi nàng ấy bao giờ? Ta có lỗi chỗ nào chứ? Tiểu tử, người đúng là không từ thủ đoạn nào. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, đồng lão, bớt giận, ta cũng hết cách rồi. Chỉ đồng lão mới có sức hấp dẫn Doanh tỷ đến. Hơn nữa Doanh tỷ đối xử với đồng lão không tệ. Nghe nói đồng lão bị thương nặng là tìm đến ngay. Lục Tiêu Du chỉ trích ngược lại Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh. Đồng lão có lỗi trước, không nói rõ lai lịch ngọc bội cho ta biết trước, hại ta nói bậy, suýt mất mạng. Là đồng lão bán ta trước, cũng đừng trách ta bất đắc dĩ bán lại. Đồng lão bây giờ lườm Lục Tiêu Du. Tiểu tử này còn cãi được à? Nhưng sắc mặt của đồng lão bây giờ vô cùng bớt giận. Lão vốn không thật sự giận hắn. Thế nào, các người đều ở đây sao? Lúc này ba người đi vào phòng là Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh, Lục Tâm Đồng và Bạch Xa Xa. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh đang nắm tay Lục Tâm Đồng. Ai yêu, cả đường đi nên nàng ta cưng yêu luôn cả Tiểu cô nương. Lục Tiêu Du cười tủm tỉm nói, Doanh tỷ, đồng lão đang cảm ơn ta đấy. Nói là cảm ơn vì ta đã tìm Doanh tỷ về giúp đạo ấy. Lục Tiêu Du chạy nhanh trốn sau lưng Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh. Đồng lão bây giờ bất đắc dĩ trợn trắng mắt với Lục Tiêu Du, nhưng không dám cãi lại. Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh nghi ngờ hỏi, có thật không? Nhưng mắt của Quỷ Tiên Nữ Bạch Doanh lóe ý cười thiếu nữ tuổi xuân. Đồng lão bây giờ hỏi Lục Tiêu Du, phải rồi, khi nào tiểu tử nhà ngươi đi thế? Lục Tiêu Du đáp, khoảng 10 ngày nữa. Đồng lão kinh ngạc hỏi, nhanh vậy sao? Lục Tiêu Du cười, đi sớm về sớm. Giờ Lục Tiêu Du đã yên tâm về Phi Linh Môn. Ban đêm, Lục Tiêu Du lại đi vào mật thất trong sơn động. Còn 2 phần linh hồn thần dịch chưa dùng đến. Lục Tiêu Du định dùng hết rồi xuất phát đi Vân Dương Tông. Hắn ta vốn hy vọng tìm một dòng binh đoàn cùng đi chung, nhưng giờ không cần nữa. Có thiền sĩ Tuyết Sư, yêu thú phi hành bình thường không đuổi kịp Lục Tiêu Du được. Huống chi hắn còn có Khổi Nhất. Lục Tiêu Du nuốt 2 phần linh hồn thần dịch cuối cùng, khoanh chân ngồi đọa tức, chậm rãi luyện hóa. Giờ thì Lục Tiêu Du đã dùng hết linh hồn thần dịch. Linh hồn thần dịch đem lại ích lợi rất lớn. Trong lòng Lục Tiêu Du thậm chí quyết định tương lai nếu có cơ hội sẽ đi Vạn Thú Tông kiếm thêm một bình linh hồn thần dịch. Ý này rất hay. Bên trong Phi Linh Môn tạm thời không có sóng gió gì. Gần đây Phi Linh Môn nổi tiếng như cồn xung quanh sơn mạch Vũ Đô. Phi Linh Môn giận dữ diệt Cửu Hoa Môn. Tin tức truyền ra làm cho các thế lực cực lớn và nhỏ nhất trợn mắt há hốc cả mồm. Phi Linh Môn mới mở Phi Linh Thường Hội khiến cho nhiều dòng binh đoàn ngạc nhiên. Giá Phi Linh Thường Hành thu mua cao hơn giá bình thường một chút, còn trả lại sự tiến cống. Điều này khiến cho nhiều dòng binh đoàn lựa chọn giao dịch với Phi Linh Thường Hành. Sơn mạch Vũ Đô có nhiều lối vào. Hiện tại mấy trưởng lão kiểm tra số dòng binh đoàn trốn tiến cống. Đã có 3 tiểu đội vì trốn thuế bị Phi Linh Môn giết sạch. Chấn nhiếp làm Phi Linh Môn thu nhập tiến cống sơn mạch Vũ Đô tăng nhiều một nửa. Cộng với thanh thế Phi Linh Môn tăng mạnh, nhiều dòng binh đoàn không dám trốn tiến cống nữa. Chuyện Cửu Hoa Môn là sát môn cảnh cáo bọn họ. Đệ tử Phi Linh Môn ai nấy đi ra đường ngẩng đầu ưỡn ngực, đặc biệt là đệ tử cũ nhận được đãi ngộ cao nhất trong môn. Mỗi ngày có nhiều người đến tham gia vào Phi Linh Môn. Đương nhiên muốn vào cũng không dễ, phải trải qua kiểm tra sàng lọc. Mấy ngày sau, trong mật thất sơn động, vầng sáng trong suốt rực rỡ bao phủ người Lục Tiêu Du, khi thế tăng vọt. Tạm dừng một chốc rồi đột phá tan một bình cảnh. Thế nhưng thế nhiệt trẻ tre lao vút lên. Thật lâu sau khí thế mới bình ổn trở lại. Cho đến tận giờ phút này, Lục Tiêu Du phát ra khí thế đã đến linh sử thất trọng, vẫn còn tiếp tục tăng mạnh. Ngày thứ 5, sau khi Lục Tiêu Du vào mật thất sơn động, hắn chậm rãi thở hắt ra. Khí thế đã đến trùng kỳ linh sử thất trọng. Khóe môi Lục Tiêu Du cong lên. Hắn tần lẩm bẩm, hơn 1 năm rồi, cũng nên đi Vân Dương Tông thôi. Vân Dương Tông, một trong tam tông tứ môn, sở hữu nhiều thiên tài nhất, cường giả như mây, thế lực hạng nhất trong đại lục linh vũ. Lục Tiêu Du mong chờ sẽ có thu hoạch trong Vân Dương Tông. Bản thân hắn mở mật thất sơn động, trở về chỗ ở. Hắn ta gặp mặt Quỷ Tiền Nữ Bạch Doanh, Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh, lại sai Phương Tân Kỳ đi gọi Chu Ngọc Hậu. Lục Tiêu Du ra lệnh Chu Ngọc Hậu kêu tất cả đệ tử có thể trở về được 3 ngày sau về Phi Linh Môn, chuẩn bị nghi thức nhập môn cho mấy vị trưởng lão. Đám người tham gia Phi Linh Môn đến bây giờ chưa có nghi thức nhập môn chính thức. Lục Tiêu Du nghe Chu Ngọc Hậu báo cáo tình hình gần đây của Phi Linh Môn, mọi thứ đi vào quỹ đạo. Lưu Nhất Thủ kinh doanh đã được hiệu quả bước đầu. Chu Ngọc Hậu đi xuống sắp xếp tất cả. Lục Tiêu Du thì trong mấy ngày tiếp theo luôn làm bạn bên cạnh Lục Tâm Đồng. Ngẫu nhiên tu luyện một chút, khiến cho Lục Tiêu Du bất ngờ là thiểm điện hắc báo bắt đầu đột phá. Đến hôm sau, nó đột phá tam giai trung kỳ. Xem khí thế của Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lăng cũng tới lúc đột phá, chắc không lâu nữa. Lục Tiêu Du sắp xếp quỷ tiền nữ Bạch Doanh ở trong đình viện sau núi. Nơi này có nhiều phòng trống, ở chung mấy ngày, Phương Tần Kỳ, Nhan Kỳ hỗ trợ Bạch Xa Xa đã hiểu chuyện nhiều hơn. Không biết có phải Phương Tần Kỳ, Nhan Kỳ giải thích ý nghĩa ấy không, mà gần đây Bạch Xa Xa gặp Lục Tiêu Du là mặt đỏ như trái táo, không dám nói câu nào. Cho đến 3 ngày sau, trong Vi Linh Môn cực kỳ náo nhiệt, các đệ tử có thể về được đều tranh thủ trở về. Trong đại điện sửa lại vị trí đặt ghế, sau ghế trưởng môn lớn của Lục Tiêu Du có thêm 2 cái ghế khác, còn lại đều có vị trí của nó. Trong đại điện có gần 200 đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn biểu tình tôn kính hành lễ, xin bái kiến trưởng môn. Mấy hộ pháp, trưởng lão khác cũng làm điều tương tự. Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ, Hoàng Bác Nhiên, Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ có mặt trong đại điện. Lục Tiêu Du nhìn mọi người mà nói, các vị, hôm nay có 2 việc cần tuyên bố. Thứ nhất là từ hôm nay trở đi, Phi Linh Môn chúng ta có 2 vị cung phụng, đó là Đông Lão và Doanh Tỷ. Cung phụng tùy thời quản lý bất cứ chuyện gì trong môn. Mọi thứ đi vào quỹ đạo, biên chế Phi Linh Môn cũng phải sửa sang lại. Đám người Hồ Nam Sinh rất thông minh, lập tức hành lễ hướng thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh, quỷ tiền nữ Bạch Doanh ngay. Kính chào 2 vị cung phụng. Bọn họ sẽ không lên tiếng phản đối. Đồng lão bây giờ cùng quỷ Bạch tiên nữ ngồi trên bên cạnh Lục Tiêu Du, cười mỉm chi mà nhận lễ. Hai người vừa lòng không phải vì cái danh hiệu cung phụng mà là Lục Tiêu Du tuyệt đối tin tưởng bọn họ trong Phi Linh Môn này. Lục Tiêu Du tuyên bố thần phận mấy vị trưởng lão, Hồ Nam Sinh, Đinh Thành Kiệt, Trịnh Anh thành đại trưởng lão, Chu Ngọc Hậu là nhị trưởng lão, không ai phản đối, dù sao hai người vốn là trưởng lão trong Phi Linh Môn. Đám người Trường Khiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ giữ chức hộ pháp. Trường Khiếu tu vì vũ phách cửu trọng, tất nhiên thành đại hộ pháp. Cả vừa là hộ pháp, vừa là trưởng lão, mỗi tháng được số đàn dược để tu luyện rất khá khẩm. Lục Tiêu Du tuyên bố Lưu Nhất Thủ tạm thời là đệ tử thân truyền, chức vị khác sau này điều chỉnh sau. Ai đó đều nghe hiểu, Lưu Nhất Thủ chắc chắn sẽ thăng cấp. Giờ mấy trưởng lão, hộ pháp đều làm việc phụ gá. Qua nghi thức nhập môn có chút lòng trọng, 2 vị cung phụng, mấy vị trưởng lão và hộ pháp chính thức tham gia vào Phi Linh Môn. Nghi thức qua đi, Lục Tiêu Du nhìn mọi người nghiêm túc nói, chuyện thứ 2 là ta sẽ rời đi 2 năm. Mọi chuyện trong Phi Linh Môn giao cho Bạch cung phụng toàn quyền quản lý. Ai ra, ai không phục thì giết không tha. Các đệ tử đồng thanh kêu lên, không dám làm trái. Vẻ mặt của ai nấy ngạc nhiên, bất ngờ vì trưởng môn rời đi những 2 năm, một khoảng thời gian khá là dài. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, mấy vị trưởng lão, hộ pháp, Trường Bình Đào, Hoàng Bác Nhiên, Lưu Nhất Thủ, Vương Tân Kỳ, Nhan Kỳ ở lại, những người khác đi xuống. Đám đệ tử bây giờ đi ra, hâm mộ nhìn đệ tử ở lại, thầm quyết tâm chăm chỉ tu luyện để được trưởng môn nhìn với cặp mắt khác. Các đệ tử rời đi, chỉ còn lại người trong đại điện. Lục Tiêu Du quét mắt nhìn qua, những người này tuyệt đối trung thành với Phi Linh Môn. Đám người Trương Khiếu đầu hàng Phi Linh Môn sau khi uống phệ huyết hóa cốt đan của thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh thì không dám phản bội. Các vị kêu các người ở lại là vì muốn nói rằng hiện tại các người là thế lực trung kiên và cũng trụ cột của Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du nhẹ nhàng nói tiếp, tuy hiện tại thực lực của Phi Linh Môn chúng ta không quá mạnh, nhưng ta tin không lâu sau Phi Linh Môn chắc chắn là thế lực hạng nhất trong cổ vực. Khi đó là các vị sẽ lưu danh cổ vực. Còn bây giờ Phi Linh Môn cần các vị cùng tay góp sức. Ta tin tưởng tương lai các vị sẽ không hối hận đâu. Mọi người bây giờ cùng hành lễ. Chúng ta thể sống thể chết theo trưởng môn. Đám người cực kỳ kích động. Điều này chứng minh bọn họ được trưởng môn xem như là người nhà. Lục Tiêu Du nhìn mọi người nói, bắt đầu từ bây giờ Phi Linh Môn ta tuyệt đối không bị người ta khi dễ nữa. Quân không thấy, sư tử hộ báo săn mồi lấy uy. Này đáng thương có ai có tội. Cuộc đời trước nay ai mạnh ăn thịt ai yếu, dù có lý về mình cũng uổng công. Quân đừng hỏi nam nhi có nam nhi hành. Nam nhi hành là thô bạo. Sự và người không đứng chung. Sự nam nhi ở đấu trường giết chóc, gan như gấu, mắt như sói. Những lời nhiệt huyết làm máu mọi người sôi trào. Ai nấy rất phấn khởi. Đinh Thành Kiệt mắt đỏ ngầu, hoàn toàn bị cảm nhiễm. Chúng ta nguyện dốc hết sức vì Phi Linh Môn, thế sống chết theo cùng trưởng môn. Đồng lão và quỷ tiền nữ Bạch Doanh liếc Lục Tiêu Du rồi quay sang nhìn nhau cười. Hai người thầm nhủ, Cái tên tiểu tử này rất giỏi kích động lòng người. Lục Thiêu Du lại nói, chắc các vị không biết thân phận của hai vị cung phụng, giờ ta sẽ nói cho đã các lão nghe. Nhưng nghiêm cấm lộ ra thân phận của hai vị cung phụng, ai làm trái sẽ phạt nặng. Lục Thiêu Du bình tĩnh nói, thân phận của Đông lão chính là thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, chắc các vị đều biết chút ít. Thật sự là thôi hồn độc xuất sao? Thì ra đúng là Đông lão, linh xuất cửu trọng. Đám trưởng lão hộ pháp biến sắc mặt, nhiều người từng thấy tôi hồn độc xuất Đông vô mệnh ra tay vài lần, nên suy đoán được chút ít, nhưng không dám khẳng định. Lúc này nghe Lục Tiêu Du nói Đông lão là thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh thì rất ngạc nhiên. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh, linh xuất cửu trọng, người đầy kịch độc, nhân vật phong vân trong toàn cổ vực, đặc biệt ở trung ương cổ vực, các đại thế lực không ai biết đến tiếng thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh, cường giả tuyệt đối, vô số môn phái giành giật lôi kéo thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh, không ngờ lão đến vì linh môn. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh cười cười, nhìn biểu tình của mọi người không mấy ngạc nhiên. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh hở hững nói, các vị, bây giờ chúng ta là người một nhà, sau này Phi Linh Bôn còn cần các người góp sức. Nếu ai không xem Phi Linh Bôn ta là người nhà thì thủ đoạn của ta sẽ không nhẹ tay. Đám người hút một ngụm khí lạnh, trước mặt thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh, bọn họ không dám hài lòng. Các vị trưởng lão, hộ pháp, không biết mọi người có từng nghe nói danh hiệu của Doanh tỷ không? Lục Tiêu Du bình tĩnh nói, quỷ tiền nữ Bạch Doanh. Trong đại điện, Trường Khiếu biến sắc mặt, kiếm quang kinh sợ tột độ. Là nàng sao? Trường Khiếu kinh kêu, xin hỏi cung phụng chính là quỷ tiên nữ 15 năm trước diệt 4.000 người địa ngục môn, trong đó bao gồm 2 vũ xuất, 12 vũ tướng sao? Quỷ tiên nữ thản nhiên nói, hình như là có chuyện này, nhưng ta nhớ rõ là 14 vũ tướng. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh dứt lời, mọi người hút một ngụm khí lạnh. 14 vũ tướng đấy, 2 vũ xuất đều bị quỷ tiên nữ tiêu diệt, 4.000 người, kiểu giết chóc tàn ác đến tột độ. Lục Tiêu Du rất ngạc nhiên, trông quỷ tiên nữ như tiền vậy, là giết người tàn nhẫn đến vậy, khiến tìm người ta đập nhanh. Mọi người vừa kinh vừa sợ, vừa biết thần phận hai cung phụng, toát mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng vô cùng hưng phấn. Trong Phi Linh Môn có cường giả như vậy, thì sớm muộn gì sẽ vùng lên. Bọn họ cùng Phi Linh Môn, nước lên thì thuyền lên, tương lai uy chấn một vương nào có khó gì. Buổi sáng sớm hôm sau, trong Phi Linh Sơn Mạch còn phủ lớp sương mỏng, mặt trời chưa ló dạng, làn gió âm từ trong núi thổi tới, có chút mát lạnh ẩm ướt. Cỏ dại mềm ướt, rừng cây rậm rạp xanh ngắt, lùng đầy trong gió, phong cảnh rạt rào sức sống. Các đệ tử của Phi Linh Môn đứng trước sơn môn, nhìn mấy bóng người đằng trước. Hôm nay trưởng môn sẽ rời đi. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh dặn dò, tiểu tử đi đường cẩn thận một chút, nếu gặp cừu đầu yêu dao trong sơn mạch Vũ Đô thì nhanh chân chạy đi, nghiệt xúc đó không dễ chọc vào, chờ ta hành hẳn vết thương rồi sẽ thủ nó. Lục Tiêu Du bây giờ mỉm cười mà nói, ta đã biết rồi, nếu gặp phải cừu đầu yêu dao chắc chắn ta sẽ trốn ngay. Cừu đầu yêu dao trong khu vực nguy hiểm sơn mạch Vũ Đô không dễ chọc vào. Hiện tại Lục Tiêu Du không có sức chống lại nó, nhưng sơn mạch Vũ Đô rộng lớn, chưa chắc là sẽ gặp lại cừu đầu yêu dao, trừ phi Lục Tiêu Du quá xui xẻo. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh lại nói, cứ yên tâm đi, 2 năm sau ta sẽ giao một Phi Linh Bồn hoàn toàn mới cho ngươi. Lục Tiêu Du hành lễ, mọi chuyện xin làm phiền Đông lão và Doanh tỷ. Đám người Lưu Nhất Thủ, Trường Bình Đảo, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bắc Nhiên lên tiếng, trưởng môn đi đường cẩn thận. Lục Tiêu Du dặn dò, các người hãy cố gắng tu luyện. Lưu Nhất Thủ, ta cho người khôi lỗi, hãy luôn mang theo bên người. Thực lực của Lưu Nhất Thủ quá kém, gã chỉ là vũ đồ. Đêm qua, Lục Tiêu Du tặng lang nhân khôi lỗi cho Lưu Nhất Thủ, đã giúp gã nhận chủ. Có lang nhân khôi lỗi, xem ra bản thân của hắn có thể gọi là vô cùng an toàn. Lưu Nhất Thủ bây giờ cảm kích, ta biết rồi, xin đa tạ trưởng môn. Đôi mắt trong veo ngấn lệ, biết Lục Tiêu Du sắp đi, làm Lục Tâm Đồng khóc suốt. Ca ca, Tâm Đồng sẽ nhớ ca ca. Lục Tiêu Du phút đầu Lục Tâm Đồng, hắn cũng luyến tiếc. Tâm Đồng ngoan, ca ca sẽ nhanh chóng trở về. Thiền sĩ Tuyết Sư bay lượn trên bầu trời, đôi cánh chấn động dòng không khí. Lục Tiêu Du nhảy lên trên lưng Thiền sĩ Tuyết Sư, nhẹ nhàng nói, Tuyết Sư, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du vất tay với đám người bên dưới. Thiền sĩ Tuyết Sư nhanh như tia chớp vọt tới trước. Lục Tâm Đồng hét to, ca ca, Tâm Đồng sẽ cố gắng tu luyện, chờ ca ca trở về. Lục Thiêu Du ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư mấy canh giờ, sơn mạch Vụ Đô bao la vô biên đã ngay trước mặt của hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.